Các bạn trên hình bạn thì thấy là Nokia G11 được tháo rời các linh kiện ra, chờ sửa tại diệtdộcaocấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Nokia G11 lỗi hỏng, cần địa chỉ thay mới. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để diệtdộcaocấp.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả các linh phụ kiện phục vụ chỉnh sửa Nokia G11 như main, màn hình, camera máy ảnh, loa, mic, rung, chuông, chân sạc, vỏ máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh, chính xác để chỉ đọc cao cấp.vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email cũng đều có sẵn file chạy fix lỗi nhanh, chính xác để chỉ đọc cao cấp.vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa Nokia G11, quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để chỉ đọc cao cấp.vn. Những khách hàng ở xa, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video để chỉ đạo cao cấp.vn.